trước tiên thì việt hồng xin muốn hỏi phó giáo sư vùng hòa bình đó là trong y học cổ truyền thì quan niệm ho như thế nào và nguyên nhân nào dẫn đến ho ạ chứng ho này thì không chỉ riêng y học cổ truyền y học hiện đại cũng thế đều là một cái triệu chứng mà cả hai bên quan tâm bởi vì cái ho là một triệu chứng của rất nhiều nguyên nhân bệnh gây ra trên khi các thầy thuốc thì cả đông y lẫn tây y đều quan tâm một điều là phải tìm ra được nguyên nhân để điều trị ho chứng ho phải mặt y học cổ truyền thì họ thường dùng chữ khái thấu. Chữ khái tức là ho ra tiếng và chữ thấu là gì là ho nhưng mà không có tiếng mà đã có đờm. Thế thì cái chữ chung nhưng mà thông thường là cái ho thì thường kèm theo đờm, người ta gọi là khái thấu. Và nguyên nhân thì Đông y cũng thế và Tây y cũng thế, người ta phải truy được ra một cái nguyên nhân là tại sao lại gây ho. Ho có thể chủ yếu là đường hấp nhưng có thể do cả thậm chí cả do tim cũng có thể gây ho và rất nhiều nguyên nhân khác nữa. Thế nhưng mà đường hấp thì rất nhiều nguyên nhân ví dụ là do viêm nhiễm đường hấp, do dị ứng đường hấp, do trào ngược dịch dạ dày, dạ dày để mà gây ra ho. Thế còn đông y thì cũng chia rất nhiều thể, có thể là từ nguyên nhân bên ngoài, ví dụ như là cảm lạnh thì đông y gọi là phong hàn. Mà chúng ta bị sởi gọi là cảm nóng thì cũng có thể gây ho gọi là phong nhiệt hoặc là ho ra có tổn thương ví dụ lao phổi người ta gọi là phế âm hư hoặc là trong trường hợp viêm phế quản mạng tính thì gọi là ho do phế bị hư và ngay trong các cái, cái, dạng đó thì đã chia loại thì có loại khô mà khi ho mà chỉ có tiếng ho mà không có đờm nó gọi là khái đấy thì chứng ho đó thông thường là ho mùa đông gọi ho dị ứng và cái niêm dịch đường hấp bị ho bị bị nó khô đi nó thiếu niêm dịch trên ho khan còn loại nữa là ho rất nhiều đờm mà đặc biệt làm thể mà gọi là ho viêm phế quản mạng tính thể tăng suất tiết dịch đường hấp. Thì người ta biết là cái đường hấp chúng ta liên tục là tiết ra một lượng dịch để làm ẩm không khí trước khi vào phổi. Đồng thời cái dịch đó nó thể chống từ mũi cho ta trở xuống. Thì nó là để chống lại tất cả bụi bặm khi bắt đầu vào mũi thì nó dính ngay phía ngoài, không để thâm nhập sâu vào phổi chúng ta. Thế cái chất dịch đó ở những người ho như thế mà ho khan ấy, thì thường chất dịch nó bị khô đặc lại hoặc là ta người quá nóng phổi quá nóng mà khi ta thở ra bốc hơi nước quá nhiều làm khô đi thì trong trường hợp mới nó cạo ra một cái dị ứng thì thường là kèm theo một cái ngứa họng và cái ho thì ho đó về tây y gọi là ho dị ứng đông y thì hỏi cái chứng ho là do do phong do phong thì rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến ho và đông y tây y thì đều quan tâm bởi vì ho chỉ là một triệu chứng mà nguyên nhân xuất phát là từ nhiều căn bệnh khác nhau sinh ra Vâng ừ, ạ, à, có thể thấy là như Phó Giáo sư Tiến sĩ Hòa Bình cũng vừa chia sẻ đó là ho thì có rất là nhiều triệu chứng đúng không ạ? Và đặc biệt là trong cái thời điểm như thế này khi mà thời tiết ở miền Bắc đang bước vào cái thời điểm giao mùa cũng như là những cái dịch bệnh về đường hô hấp ngày càng phát triển Vậy thì không hiểu là Phó Giáo sư Bình có thể phân tích rõ hơn về cái nguyên nhân là tại sao cứ đến những cái thời điểm thời tiết chuyển lạnh hoặc giao mùa thì những cái chứng ho nó bắt đầu nó phát triển mạnh hơn ạ? Thì chúng tôi vừa mới giải thích đó là một trong cái ho rất quan trọng mà xuất phát từ cái nguyên nhân là dị ứng và khi thời tiết ra mùa chúng ta thấy là ngay thời điểm hiện nay thì giữa tháng ra mùa giữa mùa đông và sang mùa xuân mùa đông tức là cái thời tiết trời rất lạnh mấy mùa rồi chúng ta thấy nhiệt độ xuống thấp 11, 12 độ vào ban đêm ban ngày thì 17, 18 độ cái nhiệt độ đó thì cơ thể chúng ta mất nhiệt rất nhiều và cơ thể chúng ta phải có một cái phản ứng rất dữ dội để mà chống đỡ lại và điều chỉnh cơ thể để chống đỡ lại các cái thời tiết khắc nghiệt đó để hòa nhập với cái thời tiết đó thì buộc cơ thể phải điều chỉnh. Trên trong trường hợp này kèm theo cái mùa xuân chúng ta biết là lại mấy ngày hôm nay trời rất ẩm và mưa. Trời ẩm mưa đó thì cái điều kiện rất thuận lợi cho các vi khuẩn virus hoạt động. Vì như vậy là chúng ta thấy có hai yếu tố tác động không tốt cơ thể chúng ta. Thứ nhất là lạnh làm cơ thể chúng ta huy động năng lượng rất nhiều cơ thể chúng ta ra để điều chỉnh cơ thể làm sao cơ thể phải ấm để chống đỡ được cái lạnh đó. Và điều thứ hai đó là điều kiện ẩm là điều kiện thuận lợi để các cái vi khuẩn nấm mốc virus và đặc biệt mùa xuân của chúng ta là bắt đầu là chúng ta thấy bắt đầu có một số loài hoa phát triển và loài hoa kích phấn hoa là một trong những dị nguyên là một trong tác nhân rất mạnh để gây ra phản ứng đồng hợp cho nên tôi cho là cái mùa giao mùa mà đặc biệt ở những người già khi giao mùa thế này việc thích nghi cơ thể không kịp thời không phù hợp không đáp ứng được nó cần 10 nhưng cơ thể người già cao tuổi rồi chỉ đáp ứng được 5 6 vậy thì những người đó là người rất hệ hay bị bệnh. Mà vậy đặc biệt cái đầu tiên ảnh hưởng thời tiết đó là bệnh và đường hô hấp. Người ta có thể viêm mũi, dị ứng, viêm xoang, viêm họng, viêm phế quản, thậm chí viêm phổi.